Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. 4123 luôn hả? ACF, LFRF mình cũng đang chuẩn bị làm cái sơ đồ ở đây. Thử luôn nha. Thử một đội hình khỏe khỏe hơn chút đi coi đá làm sao. Lớp lư luôn hả? Có thọt quá không? Sợ dâng lên nhiều quá lại chết. Thôi, kéo xuống vô tí đi. Rồi, bộ đôi tiền đạo trên hàng công sẽ là Perisic và Lewandowski. Perisic mùa BBC cộng 5 và Lewandowski là 20U8. Rồi, CF hỗ trợ phía sau sẽ là Harry Kane HG5. Bộ đôi tiền vệ trung tâm sẽ là Toni Kroos 21U5 và Goretzka 23S5. CDM sẽ là Cancelo 23T5. Bộ tứ vệ sẽ bao gồm Alonso Davi 2UCL5, Kim Min-jae 2UCL5, Boateng VTR8, Sa, ông này cái gì Sa quên rồi nhờ. Nhưng mà là 20U8 và thủ thành là Manuel Neuer, mùa lai cộng 5, 22 đúng không? 22, đây, 7533, 8 đi, sửa đồ hơi hẹp. Sẽ nánh tới chỗ mà chứ. 32 luôn. Thủ biên sợ thiếu người chúng ta, một CDM. Thôi ở trung lộ trước đi nha, để trung lộ trước đi. Trung lộ, các bóng luôn, giữ vị trí còn một thủ ba. Cảnh cho lên tí đi nha. Tí thôi, 3-3 thì sợ thọt quá. Tốt luôn. Đều. Chạy với Davi này. Không phải, lên đi Ken. Lên Ken ơi. Đều, hai đều. Đẹp quá, mượt quá, thơ quá. Ba bóng hơi rất có đất đông người nhưng quả tạt thì lại hơi chán. Perisic. Giỡn này. Ây da. Bây giờ đang đá có cánh, bây giờ chuyển qua không cánh nó hơi bí bí nha. Bí này, bí thì bí cánh của mình vô trung lộ mình đá. Cứ thiếu gì sơ đồ cánh để đá mà phải dùng một sơ đồ trung lộ để gọi cho hậu vệ lên lắp cái cánh lại thì kỳ quá. Yeah, hai trái. Dạ dạ. Ôi sao tự nhiên cái màn hình nó giật quá vậy? Giật mà theo nhịp nữa chứ. Lê Quan. Đồ này có vẻ hàng ST lệch cánh quá nha. Lên. Đối phương dần quá cao và Lê Quan đã khai thác được. FD quả nha. FD thì chết luôn. Nem thủ nhớ liếc cái sơ đồ giúp mình. Cái sơ đồ, cái bản đồ chứ mà bản đồ nhỏ á. Để mình nắm được cái tình hình phía trên. Và khi có bóng là mình triển khai ngay. Có tên chạy đâu không ạ? Cái đường chuyền đó là đường chuyền dành cho Harry Kane á. Mà cái nhịp trước đó thì cầu thủ lại tự lấy bóng được, mà sau đó là phá ống bừa. Lên. Một quá nha, ông nào chuyển chính xác quá nha. Cái đường mở bóng tuyệt hay, không biết của ông nào. Chúng mình ngã sóng xoài luôn, trao đảo luôn, chả bị sao cả. Trong khi mình chỉ tì vai nhẹ nhẹ thôi, theo mình hợp lệ luôn á. Lại bị tính là lỗi. Lewandowski.
Đi banh thì hay mà chuyền banh nhẹ quá. Goretzka. Team này tốt hơn. Đấy, cùng sơ đồ chiến thuật luôn. Cùng chiến thuật đội chiến thuật đơn luôn. Khác cái tiền đây. Đấy. Mượt quá nha. Còn chạy nhiều. Khó. Hay quá nha. Oscar. Từng khẩn khẩn cơ, cái nhịp khẩn á, chứ không phải là giật lắm. Lewandowski. Đỡ hậu cái. Reset lại á. Perisic. Ông mà dâng cao quá nha. Hai trái. Cú đúp của Perisic. Lên. Bè. Để tiếp. Tách ra anh ơi. Tách ra. Không chịu tách kìa. Lê Quang không chịu tách nha. Tình huống là tương đối đơn giản luôn á. Nhưng mà phải nhờ sự hỗ trợ của Kane. Tại vì những cái tình huống này tách ra góc xa dễ đá hơn. Dễ dứt điểm hơn. F6 ở mức này chắc còn ổn nha. Yeah. Cái mùa mới mà cộng 8 thì nó ối rồi quá. Để tuần là ra được có 3 clip review thôi, cho nên mình tranh thủ chọn những cái cầu thủ thường thường thôi. Yeah. Bài quá. Perisic. Mình chỉ thích đóng nhẹ nhàng vậy thôi. Lewandowski. Lên à. Cũng chưa đủ ngon để tạt nha. Sút lại dính. Quả này thì vào. Cái trận gần đây mấy anh chuyền thu lưu thế. Thấy chuyền với nhẹ. Lại bị dính cái lỗi à, cũng được. Pha phòng ngự lỗi của mình. Nếu mà anh em theo dõi thì chắc cũng thấy thường xuyên. Và đó những trải nghiệm của mình về đội hình team Bayern Munich trị giá tầm 1.200 tỷ BB. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho một like và nhấn subscribe đăng ký ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.